mở đầu chương trình kính mời quý thính giả thưởng thức phần khoa học và tâm linh với đề tài ngành khoa học của linh hồn ngành khoa học tâm linh cho chúng ta một giải pháp thích ứng với đời sống hiện tại và tương lai không phải bằng sự mơ hồ hay không chắc chắn sau khi chết ngành khoa học của linh hồn sự hội nhập linh hồn với dịu âm hay ngôi lời không phải chỉ là lý thuyết dựa vào kiến thức của sách vở mà là một chân lý thực tiễn những minh sư qua nhiều thời đại đã cùng nói đến một chân lý nhưng con người vì vô minh đã che đậy hoặc bóp méo mó nhưng khi nhu cầu đến lúc thật cần thiết một vị con trời khác lại được phái xuống để làm sống lại chân lý này chân lý này không dựa vào sự tu khổ hạnh hay một kỷ luật khung khổ nào quá cứng ngắc nhưng đặt trên căn bản của một lối sống đứng đắn quân bình và có tiết độ hành giả phải đạt đến những kinh nghiệm cao hơn xuyên qua sự tự nhận biết chính mình biết cách hỗ tương cân bằng giữa đời sống bên ngoài và bên trong bởi vì nếu chỉ sống đời sống bên ngoài sẽ không dẫn dắt đến sự toàn thiện nếu không có sự tròn vẹn dân hiến cho đời sống bên trong. Tất cả hy vọng và nỗ lực của nhân loại đều dựa vào ba điều. Nhận biết chân ngã của mình, nhận biết Thượng Đế và tìm vào Thiên Quốc hay Niết Bàn bên trong. Chỉ có những minh sư mới có thể dạy cho hành giả thực hiện lối sống đó bây giờ trong đời này và hướng dẫn hành giả từ đầu đến cuối phương pháp mà những minh sư dùng để thực hiện con đường tâm linh này hoàn toàn khác biệt với những lý thuyết của bất cứ tôn giáo nào họ thấy chúng ta không cần thiết phải làm những nghi thức bên ngoài hay cầu nguyện bằng miệng bởi vì những thứ này chỉ có giá trị lúc ban đầu làm cho con người tưởng nhớ và hướng về thượng đế mà thôi những minh sư dẫn dắt hành giả vượt xa hơn những thứ kể trên đào sâu hơn ngành khoa học tâm linh bằng cách giúp cho hành giả đi vào con đường thực hành mà những minh sư như phật thánh đã từng đi qua và đã đạt được thiên quốc hay niết bàn bên trong hành giả chắc chắn sẽ được vào thiên quốc nếu biết áp dụng đời sống vật chất và tinh thần hài hòa với sự chỉ dẫn của minh sư đồng thời thực hành thiền định một cách thành tâm và kiên trì tất cả các minh sư đều xác nhận chân lý này và vào lúc thọ pháp mạch hay tâm ấn một vài ấn chứng mà đệ tử thể nghiệm được cũng đủ bảo đảm và xác nhận lời nói của minh sư là hoàn toàn dựa vào sự thật những thể nghiệm có được lúc thọ tâm ấn tùy theo căn cơ đẳng cấp cùng mức độ hấp thụ và sự mở rộng lòng mình với thượng đế của đệ tử ngay cả chỉ một chút nhìn thấy đất hứa cũng đủ làm biến đổi cả cuộc đời của người thọ pháp điều này chứng tỏ cho họ thấy chết không phải là một sự chấm dứt hoàn toàn nhưng nó chỉ là một con đường dẫn tới một hiện hữu khác đẹp đẽ thanh tịnh và vi tế hơn từ lúc này trở đi họ sẽ theo minh sư một cách nhiệt tâm và sống một cuộc sống trong sạch nhờ vào ân điển của ngài họ dần dần học hỏi và tiến bộ đến chỗ vô giới hạn hằng ngày họ sẽ rời thân xác để đi vào những vùng tâm linh cao hơn rồi trở về lại để sống cuộc đời bình thường nhưng họ vẫn nhớ những gì họ được thấy và nghe ở những cõi trên ngành khoa học này không dẫn hành giả đến những sự tin tưởng mơ hồ hoặc mù quáng mà nó đem đến cho hành giả những kết quả vững chắc bởi vì chính họ tự kiểm chứng được bằng chính cái phòng thí nghiệm tâm linh của mình hành giả cũng không bị đe dọa hay trừng phạt về những lỗi lầm của mình mà luôn luôn được sự dẫn dắt khuyến khích của minh sư con người ngày nay nhờ vào sự truyền thông và giáo dục rộng rãi bắt đầu suy tư về họ và từ chối không tin những điều mà một vài giới có thẩm quyền tự đề đặt ra họ muốn biết rõ và họ muốn có chứng cớ cho nên nếu tôn giáo nào không đem lại bằng chứng xác thực theo luật đào thải tôn giáo ấy sẽ không sống được trong thời đại khoa học này những minh sư có thể cho con người thấy sự thật một cách vô điều kiện như là một món quà biếu không nếu hành giả muốn theo học họ không từ chối ngay cả những người tội lỗi thật nhiều hay những người hoài nghi nếu những người này đến với họ với lòng mong muốn học hỏi họ nói tất cả các vị thánh đều có một quá khứ và tất cả mọi kẻ tội lỗi đều có một tương lai đối với họ không có ai cao mà cũng không có ai thấp bởi vì họ tin rằng vàng thì vẫn là vàng ngay cả khi nó bị đóng bụi bặm bên ngoài tất cả chúng ta đều là vàng bên trong bởi vì họ nhìn thấy chúng ta bằng con mắt huệ biết rằng tất cả chúng sinh đều có cùng phật tánh hay thánh linh bình đẳng như nhau người hoài nghi sẽ lắc đầu tuyên bố rằng việc này quá tốt khó có thể tin được và sẽ nghĩ rằng nó chỉ là cái sản phẩm của tưởng tượng hay một hình thức của sự hoáng tưởng nhưng họ phải tự hỏi rằng tình trạng hiện tại của thế giới và hàng trăm năm những biến cố thay đổi tôn giáo có đem lại cho con người những kết quả thực tiễn gì không những ai thực sự quan tâm đến chính mình nên tìm hiểu xem những gì các minh sư nói có đúng với sự thật hay không hãy thực hiện những bước đầu tiên là bước chân vào phòng thí nghiệm tâm linh của chính mình và thực hiện những thí nghiệm của chính mình đây là tất cả những gì minh sư dân hiến cho chúng ta họ không lấy của bất cứ ai một đồng xu và cũng không để ai ra khỏi phòng thí nghiệm của chính mình với cái túi rộng không